Xin chào quý vị khán giả, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Kiều. Thì hôm nay mình xuống đây để mình hỏi thăm sức khỏe, thì cũng như là Mạnh Thường Quân có món quà tặng cho bé Kiều á. Chút xíu thì tụi em sẽ dẫn em nó đi ha. Rồi bây giờ thì ủa ba nay đi đi chơi đi công chuyện hả Kiều? Dạ. Hôm nay thì xuống đây để mà hỏi thăm, rồi mẹ có về gọi hỏi thăm không? Dạ không. Không luôn hả? Rồi nè, ngày hôm qua có nghe cô Dung nói rồi hình như thấy mẹ cũng vô thấy bình luận quá trời luôn. Kiều có coi không? Kiều có coi không? Dạ có, cha coi với con cũng để ý. Nghĩa rồi đi học lại rồi sao nghe hẹp chứ? Đi học rồi ổn không? Thấy ổn kịp người ta không? Kịp hả? Học bữa nay hình như là 2 ngày phải không? 2 hay 3 ngày? 3. 3 ngày rồi. Thì để mà cập nhật cho cả nhà. Rồi Kiều thì có anh kia ảnh muốn hỏi á, thì ảnh nhờ anh xuống hỏi Kiều sao. Tại vì ảnh muốn ở Mỹ á, rồi ảnh hỏi là ba đứa ảnh muốn nuôi cho ba đứa học lại rồi để mà cho hỏi coi cái Kiều như thế nào, rồi theo Kiều như thế nào. Kiều nhà con cảm ơn chú, nhưng mà con học không nổi, con còn ông nội nữa, con đi học nghề làm kiếm tiền nuôi hai nhỏ nữa. Con học không nổi, cảm ơn chú. Thì hiện tại là chủ yếu là Nghĩa với Hiệp là học lại ha, rồi Kiều là đi học nghề. Tại vì thứ nhất á cả nhà, Kiều năm nay là nếu mà học lại là chỉ học, nếu mà học lại là học lớp 8 hả Kiều? Dạ. Chứ đâu có được lớp 9 ha. Lớp 8 mà học 4 năm với lại là học từ cấp lớn, nó sẽ Kiều đi xa rồi, ông nội thì nhà ba cũng anh Trọng thì đi xa rồi. Rồi mà nếu mà Kiều mà đi học nữa thì cũng không đi học được tới đâu đâu. Thì nếu mà học lớp 12 là học ở đâu Kiều? Gần đây không? Dạ ở ngoài Bình Thuận. Xa. Xa 5 cây. 5 cây cũng gần gần hút chợ dưới à. Rồi, nhưng mà thứ nhất là ông của Kiều, ông nội Kiều lớn tuổi với lại mắc mờ nè, rồi hai đứa em đi học nữa, cho nên là nếu mà học ba đứa cùng lúc á thì cũng e ngại. Rồi Kiều muốn học để có cái nghề thôi, rồi để mà sau này phụ ba với nuôi hai em đi học. Rồi thì có hiện tại là tiếp theo là sắp tới là Nghĩa là năm sau mới học. Còn Hiệp á, thì anh Trọng anh cũng có xin lại cô giáo, tại vì lớp nhỏ á, xin học lại. Rồi còn khoảng bao lâu nữa thi kỳ 2 rồi? Dạ, 2-3 tuần. Ủa mau vậy hả? Rồi, nhắm ổn không? Nhắm kịp không? 2-3 tuần. Tại vì lớp nhỏ nó học bài cũng đỡ cả nhà, cũng kịp được. Còn như ấy là lớp 6 rồi nha. Bây giờ Kiều cũng lúc trước nghỉ cũng là do một phần là do không có tiền, rồi khi mà đóng học phí đâu á thì Kiều cũng rồi ngại với cái phần đó, cho nên là Kiều mới nghỉ lúc có gia đình khó khăn. Còn có nhiều người bình luận nói rằng á, có một số kênh không biết là vì lý do gì hay là họ ghen ăn tức ở không biết, họ có, mình cũng có nghe lên rồi khán giả xem kênh mình á, họ cũng có gửi cái link cho mình. Mình cũng thấy cái con người này họ cũng quay lên 2 clip lên trên kênh của họ, hay là vì cái vấn đề mà họ làm không có view rồi họ ghen tức ở không biết. Họ kêu gọi gần nói là đừng cho anh Trọng này, tại vì nhà anh Trọng này khá giả lắm. Thì ở đây thì mình lúc đầu mình cũng đã nói rồi, cái câu chuyện ở đây là nhà anh Trọng á, hồi xưa ở đây ai cũng biết á, muốn mà cần á, mà cái người nào mà cần biết á, tôi dẫn về tới đây rồi đi mà khảo sát ha. Thì trước mà các nhà đó, cái nhà của Kiều ở đây là được hộ xóa hộ nghèo phải không Kiều? Dạ. Hộ nghèo thì tất nhiên là ở đây hộ nghèo mới thành hộ nghèo. Rồi sau đó cũng anh Trọng cũng có kể đó, thấy nhà cũng sắp dột rồi, sập rồi, rồi mới xin bán cái miếng đất này nè, miếng đất bên hông này cả nhà, miếng này nè, hiện tại miếng này đang ngồi nè, rồi bán rồi bắt đầu đắp qua cái nhà này, xong rồi cất nè, cất như vậy thì nói chung á là nhà cũng không có được, cũng là chỉ có dán gạch mặt trước thôi, còn bên trong là tô vôi á, tại vì không có tiền á cả nhà, cũng không có lau phông gì hết trơn á, nhà chống lỏng à,
rồi còn thiếu nợ lại nữa, để bán cái đất đó để mà cất cái nhà. Chứ không thôi giờ nhà có ông bác ông cũng lớn tuổi rồi, rồi với mấy đứa con giọt mưa đồ này nọ, anh chồng mới quyết định là xin xin bác bán cái nền bên đây rồi mới đắp để cất nhà. Cho nên là thấy cái nhà tường nó nhà anh chồng giàu quá thì khỏi cần phải giúp. Ở đây người ta quay lên cô chú thương cái câu chuyện mà anh chồng vậy khó khăn, chứ không phải là gia đình người ta giàu có rồi đi lên đây người ta xin đâu, mà khó khăn là ở chỗ vợ bỏ đi vậy, rồi anh chồng đi tìm kiếm người con cái phải bỏ học như vậy. Người người dân cũng như mạnh thường quân người ta coi ở trên, người ta thấy cái cảm xúc vấn đề là muốn giúp cho những đứa bé này đi ăn học, chứ không phải là quay lên để mà giúp cho anh chồng đâu. Mà có những cái kênh họ sân si á, họ lên họ nói là cái hoàn cảnh này không đáng giúp nha. Có đáng giúp hay không, trước khi mình nói cái gì á, mình phải về đây mình xác minh coi cái câu chuyện ở đây như thế nào, nhà người ta có khổ thật hay không ha. Ở đây thì khi mà kênh đăng lên á, quay chia sẻ thì hầu như cô chú xem và cảm xúc và thấy được cái hoàn cảnh của ba em này còn nhỏ nhưng mà không được đi học, người ta thương người ta giúp thôi, chứ đây không phải là kêu giúp gọi. để kêu gọi để cất nhà vậy. Nhà người ta có rồi, thấy không, giúp để mà cho cái mầm non rồi sau này còn học có kiến thức để sau này mấy bé có thể mà tự bươn chải làm được. Còn anh chồng thì làm nói chung cái công việc nó cũng không ổn định, thì sắp tới thì anh chồng cũng giải quyết xong thì anh chồng cũng đi làm thôi nha. Cái cảm xúc của người xem người ta coi người ta tự tự cảm xúc và người ta liên hệ người ta giúp thôi ha. Thì cũng như cái câu chuyện khi mà quay hôm bữa thì cô chú anh chị thấy thương rồi người ta gửi tiền người ta cho thôi, cái đó là cái thương, cái tấm lòng đồng cảm người ta giúp thôi. Chứ ở đây thì tụi em cũng không có kêu gọi ai cả, và thậm chí cái món quà sắp sửa cho em Kiều cũng là từ cô chú ở phương xa người ta coi người ta giúp thôi, chứ ở đây em Kiều cũng không đứng ra hay là anh chồng đứng ra xin ai cả, và hầu như là tinh thần tự nguyện cả. Và hồi nãy cũng như là cái câu chuyện anh ở Mỹ, anh cũng có ý là thấy cái hoàn cảnh mà cái cuộc sống á, làm của anh chồng cũng đi không đủ điều kiện, dẫn đến ảnh cũng muốn giúp cho ba đứa học lại, nhưng mà cũng bé Kiều cũng nói rõ rồi, rồi cái việc muốn đi học cái nghề để mà có cái nghề để sau này để mình hỗ trợ cho phụ ba với ông nội và hai em của mình đi học. Thì bây giờ tụi em chắc có lẽ là vẫn sẽ dẫn Kiều đi ra chỗ mà Kiều Kiều hôm bữa Kiều chọn được cái phần quà đó thì nó ở gần đây không? Dạ gần. Về bây giờ Rồi như thế này thì một hồi á, mình sẽ dẫn cả nhà đến cái chỗ mà Kiều đã chọn cái quà mà của chị Hà đã dành tặng cho bác Kiều. Thì phần quà đó là gì thì mời quý vị cùng Ngân đi và để mình biết được cái phần quà đó là như thế nào nhé. Rồi. giờ mình đi luôn, Rồi. giờ chở cho Kiều đi. Thì hiện giờ là anh em tụi em chạy ra đầu đường để lựa cho bé Kiều một chiếc xe đạp theo ý thích của bé nha cả nhà. Nhà chạy ra cửa hàng thì khoảng tầm 2 cây số cả nhà, cũng gần. Có ra coi xe rồi á? Thì hôm qua có chị Mua xe Hà à? có gửi cho bé Hôm qua con có ra Kiều coi rồi. số tiền để mình mua xe đạp để đi làm á cả nhà. Cái chiếc ở trong con cũng. Cái này à? Dạ. Mẹ mèo câu. Bảo bảo dạ. Cái nào kêu? Cái đó là hả? Cái màu đen nó lùng lùng cho Nghĩa chạy rồi, không lấy chiếc cao. Chiếc nào? Lấy chiếc đen. Lấy màu nào á? Màu đen. Màu đen lựa lựa đây, lựa cái nào? Ra chưa? Chiếc đó hay được mà. Hay được quá. Hay được á. Nhưng mà màu đen cho dễ sạch thôi vậy. Màu đen thì sạch. Lấy màu đen cái gì? Để đây để cho mấy lựa đi. Quá xịn xe màu đen. Nhiều quá, nhiều màu quá không biết lựa màu nào thì. Chiếc này cũng gần gần giá chiếc kia luôn hả? Rẻ hơn 50.000 hả? Ở dễ nhiều lửa, thích lửa chứ nào lửa đi. Ừ. Thì cao quá không giống cái này đi. Rồi,
nói là đúng lựa đi xe này đi lùng lùng có nghĩa đi chơi chung luôn ở nhà hoặc là hai chị em xài cùng một chiếc. Tại vì cái này nó có giá rồi. Cái này rồi. cái này rẻ hơn 50. Rẻ hơn 50 đúng không? Chiếc là ngày qua coi nè. 1.550.000. Đây là 1.500. Hỏi có bớt gì không? Chiếc này luôn hả? Chiếc này chiếc đen vậy là lên kêu lấy chiếc này phải không? Dạ. Chiếc đen hả? Ủa chiếc này sao nó không có cái này ta? Nó không được cái riêng hả? Niệm riêng. Này xe nữ mà. Cái này có gắn liền không? Chiếc kia đó. Có gắn cái yên niệm này ra thêm không? Không, chiếc này yên vậy à, còn à, cái à, xe nữ này nó mới có yên này, à. Này xe chiên của nữ à. Nè, chiếc này kiểu nữ chiếc này. Còn chiếc kia mặt tiên thì nó mắc hơn 50. Chiếc này à, 1.500.000. Vậy là chiếc tốt phải không? Dạ. Rồi con kiểm tra đi nha. Đó, rồi mình trước về luôn. Hỏi coi chú có bớt gì không? Chẳng luôn hả con? Bà chạy xe luôn nè. Chị nữ quá hả? Quay sơ cho các nhà xem. Mấy chiếc này giờ chiếc nhiêu con? 13 mấy có. 11 mấy có. 7 mấy. Nghĩa có thích chiếc nào không nghĩa? Thích chiếc nào không? Không, nghĩa lại đây con nghĩa. Thích nào không? Thích chiếc nào đây không? Ước mơ chứ có gì đâu. Ước mơ mà mình có quyền ước mơ mà con. Ước mơ chiếc nào không? Đâu con ước mơ. Mưa để con mốt có tiền mua luôn. Trời ơi, vô cái này luôn hả? Chiếc này nhiêu con? Chiếc này nhiêu con? Ồ, biết rồi á. Mười củ khoai đó con. Thôi để mình... Hiệp, con Hiệp kìa, con Hiệp. Hiệp thích chiếc nào? Con Hiệp thích chiếc nào? Ước mơ làm luôn. Chiếc nào? Để ước mơ luôn. Mơ đi để con ước mơ luôn. Chiếc nào? Đó hả? Ê, sao thích thích chiếc này nè. Rồi, khui siêu đi. Rồi, khui đi. Dạ, để cho anh tháo đi, coi kéo kìa. Mừng quá, tự tháo luôn à, chứ không cần. Nó mừng mà nó không nói được nên lời. Thấy khẩu trang ra đi kẹo. Kẹo. Mừng cháu. Đây là cho. Đây là. Tuổi sắp 21 đi học. Kiều biết món quà này là ai tặng Kiều không? Đó, đây là món quà của cô Hà ở bên nước ngoài. Đó, là gửi gửi về để mà tặng cho Kiều. Nha. Dạ. Thôi rồi giờ Kiều có lời nào cảm ơn cô Hà không? Con cảm ơn cô Hà cho con chiếc xe đi học. Giờ nói chung là nhà của hai chị em để san sẻ nhau muốn mua chiếc này để cho là em có xe để mà đi mua cho hai anh em chạy chung luôn. Bận tới nỗi là tháo chung với cái anh này luôn. Trai đẹp nè, trai đẹp này cũng mừng quá trời luôn nè. Mừng cười hoài luôn hả? Mở nhà mở cười đi. Cái này là có ô hành gì không anh? Hư thì ra hư ra sửa. Chúng ta bảo hành một tới một chứ. Không bảo hành đem ra hư đem ra sửa. Xe này giờ có bị chóc tem hay gì kìa. Cái tem này bên đây nè. Bây giờ bị chóc. Nó bị... Rồi bé đã cảm ơn cô Hà đã gửi cho con được chiếc xe. Mừng quá hay con ha. Kệ đến sao đó. Từ đây là... Thơ lửa này. Chịu mấy mà giờ không có đèn nữa nha. Có vô gắt luôn lại sửa chưa rồi. Rồi lấy lát thôi. Để lấy dứt lại, lấy dứt chặt lại. Lúc ta di chuyển á. Sao? Sao chạy về? Thấy chị với anh có xe vui không? Đi về trước. Nãy giờ thấy hai anh em thấy xe mừng mà Hiệp trốn vô góc ngồi. Hiệp chạy được không Hiệp? Hả? Không biết. Đó, nó dùng... Đẹp ta, xe đặc biệt Thanh Hiền ha. Từ chỗ mà Thanh Hiền. Từ chỗ mà
gì? Nhà thì nhà cũng 4 cây số á. 4 cây là 4 5 cây rồi không à. Đây chạy thẳng qua khỏi nhà thờ lên chút xíu nữa. Ở đây 4 cây lên 2 cây nữa là 5 cây chứ. Chở đi đây. Kẹo chạy đây rồi anh chạy. Chiếc này ghé hơn chiếc kia 50, chiếc kia là một chiếc Martin thì cao quá. Thì ghé cái mốt đi học đó không có chạy được cái này. Chiếc kia cầm cái 1.550.000. Còn này là 1.500. Rồi lên thử đâu, dẫn xe thử thôi. Lên ngồi thử vừa chứ. Rồi thanh toán, chờ thanh toán hả, chạy về luôn nha. Rồi. Lên dễ vậy. Rồi ok rồi đó. Muốn mượn. Rồi. Cho em là cái chiếc xe này trị giá là 1.500.000 đồng đó. Rồi thêm là chị Tiết Trinh có tặng cho em một cái món quà là một cái khô và một ký lạp xưởng ha. Và thêm một người cuối cùng là gia đình cà phê Thủy Mộc đó, là cũng hỗ trợ cho em là 2.000.000 đồng. Bây giờ chị gửi cho em ha. Rồi thì cái số tiền này á là gia đình Thủy Mộc muốn là để cho em, để em luôn góp lại để mà mình có một cái số tiền, đủ cái số tiền để mình đóng cái học phí để mà mình đi học cái nghề mà em muốn á. Thì bây giờ trước mắt thì mình cứ để đó, khi nào mà mình gom đủ rồi thì mình sẽ đóng học phí để mà mình bắt đầu vào học ha. Rồi thì em có gửi lời nào á để mà gửi đến á là Trinh, rồi cô Hà, rồi là gia đình cà phê Thủy Mộc ha. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú đã cho con xe, con đi học, cho con tiền. Rồi thì Nghĩa có lời nào để cảm ơn cô chú đã giúp cho gia đình mình không? Dạ con cảm ơn cô chú đã giúp con tiền đi tiếp xe, rồi giúp cho chị con có tiền để đóng học. Rồi thì Ngân cũng xin thay mặt anh Trọng cũng như là ba bé thì cũng xin cảm ơn là của duyên của quý cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã giúp gia đình của bé, thì rất cảm ơn rất là nhiều và mọi người đã cùng đồng hành cùng kênh của Ngân. Cảm ơn cả nhà. Dạ.